Chào các bạn, Mara đã trở lại rồi đây. Tiếp nối câu chuyện ở tập 1, hôm nay chúng ta sẽ cùng theo chân Ghost Rice đến với trận chiến với bọn khủng bố. Mở đầu cho cuộc chiến là hình ảnh đội trưởng Rice đang tấn công vô căn cứ của bọn khủng bố trong màn đêm tối. Rice đổ những phát súng đầu tiên tiêu diệt những tên khủng bố. Bằng bằng bằng, chiếu chiếu chiếu, đang bắn thì đèn báo hiệu bật sáng, điều này khiến ông càng phấn khích. Rice vừa chạy vừa bắn, chạy chạy chạy, đồng thời những viên đạn của địch cũng bay vèo vèo ngang ông ta, nhưng may thay không trúng đạn. Cảnh tượng này khiến ta nhớ đến hình ảnh chú bé lót chót dũng cảm một mình vượt qua mặt trận, đạn bay vèo vèo trong thơ Tố Hữu. Cảnh tiếp theo nói về chị Đại Mara, một mình chị đột nhập vào trung tâm của bọn khủng bố. Mara vừa tới thì gặp một tên lính canh đang hút thuốc. Cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng. Đúng với tên chị Đại, Mara nhẹ nhàng kề dao vào cổ hắn và thì thầm nói nhỏ: người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì, trước khi tiễn hắn đi đu đưa trong nhà xác. Mấy tên lính gác khác thấy tiếng động liền lao ra, tuy nhiên Mara cũng nhanh chóng tặng cho mỗi tên một phát dao chí mạng. Vút vặc, sau đó Mara lao thẳng tới trung tâm căn cứ của bọn khủng bố. Chạy chạy chạy, tiếp tục chuyển cảnh với không gian là khu công nghiệp chất đầy rác, nơi mà Ghost và Tanh đang đợi để làm nhiệm vụ. Bỗng có tiếng nổ lớn vang lên. Bùm bùm bùm. Đúng với vẻ ngoài cục xúc của mình, Ghost vác trên vai một khẩu súng phóng lựu, sau đó anh ta cho thổi bay nơi có mấy tên lính gác đang đứng. Chiếc mặt nạ mới có vẻ hợp với Ghost, nhìn mới màu làm sao. Trong khi đó anh chàng đi cùng Ghost có vẻ còn khá non nớt, anh ta tự hỏi không biết Ghost khai hỏa từ lúc nào. Chuyển kênh, chuyển kênh. Trong khi đó ở một diễn biến khác, bọn khủng bố cũng đã mắc bẫy do Price và Soap đặt. Chạy chạy chạy. Lúc này Price và Soap đang di chuyển ra phía ngoài thì Templar xuất hiện. Hắn dùng một tay nhấc bổng Soap lên. Ten ten. Lúc này Price có vẻ bất ngờ khi gặp lại kẻ thù cũ. Chị Đại Mara lúc này đang đối mặt với tên trùm khủng bố, hắn tên là Hido Zakai. Nhìn bên ngoài trông hắn như một ninja vậy. Hắn đang giữ một chiếc vali, bên trong là thiết bị điều khiển thứ vũ khí nguy hiểm có thể gây hại cho thế giới. Mara thấy Hido Zakai liền sôi máu, cô xả súng liên tiếp về phía hắn. Đùm đùm. Nếu là người thường thì có lẽ Hido Zakai đã tiêu đời, nhưng hắn cũng là một tên có thân thủ không thường. Hido Zakai nhanh chóng né được những viên đạn, chạy chạy chạy. Đồng thời lúc này, các binh sĩ mà Mara dẫn theo đã lắp sẵn thuốc nổ để sẵn sàng cho thổi bay căn cứ của bọn khủng bố. Hido Zakai sau khi né được những phát súng, hắn rút kiếm ra chém Mara. Chị Đại nhanh tay giơ súng ra đỡ, và va chạm khiến súng tóe lửa. Đến đây mới thấy cánh tay của Mara thực sự to, thế mới có thể đỡ nổi phát chém của tên trùm khủng bố. Ghê chưa, ghê chưa. Cảnh tiếp theo kể về Tanh, không biết từ lúc nào đã không đi cùng Ghost, một mình đấu súng với tên trùm khủng bố thứ hai Mây. Đùm đùm. Anh chàng Tanh đúng là non nớt, dù cầm súng trong tay nhưng vẫn bị Mây vô hiệu hóa chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hai người giằng co, Tanh gọi Ghost đến hỗ trợ, Mây dùng đầu đập cho Tanh một phát khiến anh ta ngã xuống đất. Sau đó Mây rút súng ra bắn liên tiếp vào người Tanh. Ghost chạy đến nhưng đã quá muộn, Tanh đã mãi nằm xuống. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tôi là Mara, câu chuyện đang đến hồi gay cấn, hãy đón chờ phần review tiếp theo nhé. To be continued.